Nếu như mà các bạn tin năm nay là một năm tương tự như năm 2019 thì có nghĩa là giá sẽ có một cái sự tăng trưởng rất là nhanh, nhưng mà sẽ không có đạt đỉnh mới, chỉ tăng thêm một mức nào đó mà thôi, như là năm 2019 thì lúc đó tôi nhớ là giá của BTC đầu năm là khoảng 3.000 đô, rồi chúng ta tăng lên rất là nhanh, tới hè của năm 2019 đã lên tới mức là khoảng chừng 13-14.000 đô, rồi sau đó từ mức đó chúng ta lại điều chỉnh ngược trở xuống tới mức là 6.000 đô. Kết thúc của năm 2019 thì giá vẫn cao hơn là cái mức mở đầu, nhưng mà chúng ta đã có một sự điều chỉnh trong năm đó, và nếu chúng ta tin năm nay cũng tương tự thì giá cả có thể tiếp tục tăng tới một mức nào đó, có thể là lên tới 35.000, 40.000, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái sự điều chỉnh ngược trở xuống và kết thúc cái mức vẫn cao hơn là cái mức mở đầu của năm nay. Rồi sau đó chúng ta sẽ có một năm 2024 sẽ rất là tốt, tại vì đó là cái năm mà có Bitcoin Halving, và dựa theo lịch sử đó thì mỗi lần chúng ta có Bitcoin Halving thì khoảng chừng 6 đến 8 tháng sau đó giá cả sẽ có phản ứng rất là tốt. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là thị trường này đó vẫn đang tiếp tục phát triển, như Thuận đã chia sẻ nhiều thông tin với các bạn, là cho dù chúng ta thấy nhiều sự đàn áp đến từ những cái đơn vị quản lý của Hoa Kỳ như là SEC, nhưng mà chúng ta vẫn thấy nhiều công ty phố Wall xâm nhập vào thị trường này, và ngày càng khuếch trương hơn. Chúng ta cũng thấy là nhiều quốc gia khác mở tay chào đón. Chúng ta cũng thấy được là những nhà đầu tư đó cũng đã không hề có cái sự lo sợ. Sau khi mà chúng ta thấy được là cái giá cả đi xuống năm ngoái đó thì những người muốn rời khỏi đã rời khỏi rồi. Tôi nghĩ là phần lớn những người ở lại là những người mà có lòng tin dài hạn, cho nên họ sẽ không dễ dàng bị lung lay bởi những cái thông tin mà gây sự lo lắng đâu. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là với cái sự tăng giá từ đầu năm tới bây giờ đó, các bạn nhìn thấy trên màn hình thì các bạn cũng đã thấy được, đây là cái tài liệu liên quan đến cái số lượng BTC ở trên sàn. Thì từ đầu năm tới bây giờ, mặc dù là giá đã tăng rất là nhiều, chúng ta vẫn thấy được là cái số lượng BTC trên sàn đã cũng cỡ đó mà thôi, không có thêm nhiều BTC đẩy lên trên sàn, có nghĩa là không có nhiều người đẩy lên sàn tại vì họ muốn bán. Các bạn chúng ta cũng có thể nhìn thấy được tài liệu liên quan tới Ethereum thì càng rõ rệt hơn là từ đầu năm tới bây giờ cái số lượng Ether trên sàn ngày lại càng mất đi chứ không có phải là có thêm. Và nếu như chúng ta thấy được ngày lại càng có ít BTC, cơ Ether trên sàn hơn, thì khi mà chúng ta có cái nguồn cầu tăng lên thì giá cả sẽ có sự phản ứng rất là tích cực. Đương nhiên có nhiều bạn đã khi mà xem những thông tin này, những lúc mà giá cả không tốt sẽ nói là những thông tin này không có giá trị, tại vì mỗi khi chúng ta thấy được là có ít BTC, ít Ether trên sàn hơn nhưng mà giá cả lại không có tăng trưởng thì những thông tin này đã không đúng. Thực ra không phải đâu các bạn, chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy là người ta mua BTC, đem BTC ra khỏi sàn để mà tích lũy dài hạn, nhưng mà giá cả vẫn có thể đi xuống, tại vì có thể lúc đó cái số lượng người lo sợ bán nhiều hơn với cái số lượng người mua, cho nên chúng ta mới thấy giá cả không phản ứng tốt. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy cái số lượng người mua bắt đầu tăng trở lại đó, người ta lạc quan hơn, muốn thu mua mà không còn nhiều BTC hay là Ether trên sàn nữa thì giá cả sẽ có phản ứng rất là tốt. Và chúng ta cũng thấy được tài liệu này đó đến từ Sentiment, thì Sentiment nói là nếu chúng ta nhìn vào cái tốc độ của những holder tăng trưởng đó thì đây là cái tốc độ tăng trưởng rất là nhanh. Có thể nói đây là cái đợt tăng trưởng, cái đường mà màu đỏ các mình nhìn thấy trên màn hình đó là cái số lượng holder tăng trưởng từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2021, lúc mà giá BTC đạt cái mức 64.000 đô lần đầu tiên. Thì các bạn có biết là cái mức độ tăng trưởng holder ngay bây giờ không thua kém gì thời điểm đó. Thêm vào đó đó, chúng ta thấy được đây là một cái thống kê đến từ Adrift Search Volume. Thì đây là một trang web mà họ thống kê cái số lượng người mà đi tìm kiếm những cái từ như là Bitcoin, Donald Trump, những từ mà đang được nhiều người tìm kiếm hiện bây giờ, thì cái khối lượng tìm kiếm là bao nhiêu. Và đây là thống kê theo đường hiểu là theo từng ngày. Và đây là cái thống kê không chỉ là họ thống kê riêng về Google Trend mà họ thống kê luôn những cái nơi khác như là Yahoo vân vân, từ nhiều nơi khác nhau. Thì đây là cái trang web mà họ đã thống kê tài liệu đó. Và các bạn có biết họ cho thấy gì không? Họ cho thấy được là cái từ được tìm kiếm nhiều nhất đó chính là BTC. Các bạn nhìn vào ở Hoa Kỳ đó đã là 1.9 triệu rồi. Chúng ta nhìn vào tổng thế giới là tới 12 triệu. Trong khi các bạn thấy được những cái từ mà đang được nhiều người tìm kiếm hơn như là Donald Trump thì vẫn ít hơn là BTC 1.5 triệu và trên thế giới là 2.6 triệu. Những từ khác như là Disney World, chúng ta có Spider-Man, Elvis Presley, White House, những từ này đều không có cái volume tìm kiếm nhiều hơn là BTC. Và đây là cái tài liệu đến từ cái công ty Atiplog này. Nhưng mà Thuận cũng muốn tìm kiếm coi là trên Google Trend đó có cho thấy điều tương tự hay không. Thì thật sự là như vậy các bạn. Khi mà Thuận đi lên Google Trend, Thuận tìm kiếm, đây là khối lượng ở Hoa Kỳ, chúng ta tìm kiếm BTC, cái đường màu xanh, với lại Donald Trump là cái đường màu đỏ. Thì đúng là có nhiều người tìm kiếm BTC hơn là Donald Trump. trong vòng thời gian một ngày qua. Và nếu chúng ta nhìn vào worldwide đó, thì kết quả cũng tương tự như vậy. Trên thế giới nhiều người tìm kiếm Bitcoin hơn là Donald Trump. Thì tại sao mà giá cả lại tiếp tục có sự tăng trưởng từ năm tới bây giờ? Đó chính là tại vì thị trường này ngày càng vững chắc các bạn. Mỗi một lần mà chúng ta có những cái sự kiện lớn, mỗi một lần mà chúng ta có những cái thông tin như là FTX sụp đổ, chúng ta có Luna UST sụp đổ, chúng ta có Voyager Celsius sụp đổ, mỗi lần chúng ta có những sự sụp đổ đó mà thị trường tiếp tục sống sót và tiếp tục tiến tới đó, thì thị trường ngày lại càng vững chắc hơn. Và chúng ta được là sau khi có những sự sụp đổ đó, những người hoảng sợ họ sẽ rời khỏi, những người ở lại họ sẽ ở lại, những người muốn bán họ bán hết rồi, họ cũng sẽ không còn gì để bán nữa các bạn. Nhưng mà những người ở lại họ vẫn tiếp tục có nhu cầu mua. Đó là cái sự vững chắc của thị trường này dài hạn. Và chúng ta cũng có những cái thông tin như là trên màn hình đó các bạn, thì được đây là một trong những ứng cử viên của đảng Dân Chủ các bạn cho cái cuộc bầu cử tổng thống sắp tới năm 2024. Thì đây là Robert F. Kennedy. Thì đây là một trong những ứng cử viên đã nộp đơn để ra ứng cử tổng thống năm 2024 của đảng Dân Chủ các bạn. Thì thường đó, đảng Dân Chủ là những người mà chúng ta biết là ít thích BTC hơn là đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa thường nó có nhiều người thích BTC và crypto hơn. Nhưng mà ngược lại đó thì Robert F. Kennedy là một người rất là thích BTC các bạn. Và chi tiết hơn đó là ông ta đã chia sẻ rất là nhiều ở trên Twitter, thường tóm tắt lại là ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. nói là các loại tiền điện tử như là Bitcoin mang đến cho công chúng một lối thoát khỏi bong bóng Fed và tiền kỹ thuật số do chính phủ phát hành, có nghĩa là CBDC đó, là cơ chế cuối cùng để giám sát và kiểm soát xã hội. Thì các bạn đã biết Thuận nghĩ sao rồi. Đương nhiên Thuận đồng ý các bạn, đây là những gì mà chúng ta đã nói tới rất là nhiều trên channel này liên quan tới CBDC. Và điều các bạn nên hiểu ở đây đó là tại sao chúng ta bây giờ lại nghe thấy rất nhiều những thượng nghị sĩ như là Senator Lummis, những dân biểu như là Tom Emmer, chúng ta có những người như là Robert F. Kennedy, chúng ta có những tiểu bang, những thành phố đứng ra ủng hộ BTC các bạn, nhất là người mà đứng ra tranh cử. Tại vì sao vậy? Tại vì họ nghĩ đây là một đề tài mà nhiều người bỏ phiếu quan tâm. Có nghĩa là chúng ta được là BTC thực sự đã là một đề tài mà rất nhiều người quan tâm. Và có nhiều người nghĩ là đây là đề tài lớp trẻ rất là quan tâm, và lớp trẻ sẽ là những người mà ra bỏ phiếu, cho nên những phiếu đó cũng cần phải có. Cho nên ta mới thấy là những nhà lập pháp họ chuyển qua để mà ủng hộ crypto này. Nhưng mà ngược lại chúng ta cũng có một số người lại dùng BTC làm cái công cụ để kêu gọi những người chống lại BTC bỏ phiếu cho họ, giống như là chúng ta thấy thượng nghị sĩ Elizabeth Warren. Nói chung đó thì điều mà chúng ta không thể phủ nhận đó chính là cái sự ảnh hưởng của BTC và crypto. Và nói tới BTC thì các bạn có biết là cái white paper của BTC đã có mặt trên 43 ngôn ngữ khác nhau. Có nghĩa là chúng ta có thể đọc cái văn bản white paper Bitcoin này, đây cái văn bản mà các bạn đã biết là trong những cái MacBook mà sử dụng Mac OS Mojave từ năm 2018 trở lên đều có một phiên bản trong đó. Các bạn đã biết chúng ta có thể đọc được bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp, vân vân, rất nhiều thứ tiếng khác nhau. Và đương nhiên trong đó chúng ta cũng có tiếng Việt các bạn. Đã có một văn bản tiếng Việt được đăng trực tiếp ở trên Bitcoin.org. Các bạn có thể đơn giản là tìm kiếm cái từ Bitcoin white paper Vietnamese thì các bạn sẽ tìm thấy được cái trang web Bitcoin.org này. Và những bạn nào mà chưa đọc đó thì cũng nên dành một ít thời gian để mà đọc để các bạn hiểu hơn về Bitcoin white paper là gì, tại sao lại có Bitcoin, lý do tại sao Bitcoin được sinh ra đời, vân vân, những gì mà thường hay chia sẻ với các bạn. Cũng không dài lắm các bạn, khoảng chừng 9 trang mà thôi. Nhưng mà điều thú vị đó là cái trang cuối này, các bạn hiểu trang cuối này đó là trích ra những cái tài liệu đã được dùng để hình thành BTC. Như bạn nói đó là BTC giống như là chúng ta nói tới là MySpace trước đây. MySpace đó là cái phiên bản đầu tiên của mạng xã hội mà nhiều người sử dụng nhất. Rồi sau đó chúng ta được là MySpace cũng đã lỗi thời tại vì có Facebook, rồi sau chúng ta có những cái thứ khác như là Instagram vân vân. Thì nhiều người cho Bitcoin là MySpace, nhưng mà cũng không hẳn đâu các bạn. Các bạn nên biết là BTC được hình thành là dựa vào nhiều phiên bản trước đây, nhiều cái sự nghiên cứu trước đây như là B-Money của Wei Dai. Chúng ta nói tới những cái lý thuyết đến từ Adam Black, nhiều người khác nữa. Từ năm 1957 tới bây giờ dùng tất cả những cái đó, những cái phiên bản tiền điện tử đã thất bại trước đây để hình thành BTC hiện bây giờ. Những bên nào mà chưa xem thì cũng nên tìm hiểu về tại sao BTC được ra đời và văn bản được chia sẻ bởi Satoshi trong đó nói cái gì. Và đối với người tin tưởng, họ sẽ mãi tin tưởng các bạn. Chỉ đáng tiếc là những người mà không có lòng tin về thị trường này đó, tại vì một phần họ đọc những bài báo, và những bài báo đó thường hay theo sau công nghệ. Có rất nhiều những cái bài báo đó họ nghĩ là viết xấu về công nghệ thì nhiều người đọc hơn là viết tốt về công nghệ, cho nên để bán báo chạy họ thường nói xấu về công nghệ năm này qua năm nọ, thập niên này và thập niên nọ. Các bạn có biết là tờ báo New York Times đã từng là cái tờ báo mà chỉ trích thứ nhất là cái ngành mà hàng không. Các bạn, họ nói là có máy bay là một trong những cái điều ngu xuẩn nhất của con người. Làm sao mà dùng máy bay để di chuyển được? Có thể là rất mắc tiền, có thể là không có được di chuyển nhiều người, có thể là không hữu dụng trong cuộc sống. Cuối cùng các bạn thấy được là máy bay như thế nào rồi. Và cũng tương tự, các bạn thấy được là họ nghĩ là Internet cũng sẽ không đi tới đâu. Ảnh hưởng của Internet tới năm 2005, lúc đó là năm 1998, thì họ nghĩ là tới năm 2005 thì Internet cũng sẽ chỉ cỡ máy fax mà thôi, không có thể nào mà nhiều người sử dụng được. Cuối cùng họ cũng đã rất sai rồi các bạn, hay là họ cũng đã từng nói sai về xe. Khi mà có xe bắt đầu xuất hiện, họ cũng nói là xe là một thứ gì đó sẽ không được nhiều người chấp nhận. Khi mà có xe điện họ cũng nói như vậy, và đương nhiên bây giờ đối với BTC họ cũng sẽ nói như vậy các bạn. Và đáng tiếc đó là những cái bài báo mà nhiều người đọc, cho nên phần lớn những người mà không có theo dõi thị trường này họ sẽ không hiểu được cái sự phát triển của thị trường này như thế nào. Cho nên lâu lâu chúng ta mới thấy được là sau khi chúng ta đã trải qua một cái đợt downtrend, khi chúng ta thấy được thị trường này bắt đầu ấm trở lại, bắt đầu là có sự phát triển, và mỗi lần phát triển thì lại bùng nổ hơn nữa, dẫn đến nhiều người biết đến, và nhiều người một lần nữa lại cảm thấy rất là ngạc nhiên khi thị trường này đã không biến mất như họ nghĩ mà ngày lại càng vững chắc hơn. Trong khi các bạn là những người theo sát thị trường này cùng với Thuận, chúng ta đều biết những gì xảy ra từ ngày một trên thị trường này. Chúng ta đều zoom ra để nhìn thấy được là con đường thị trường này đang tiến về xu hướng như thế nào các bạn. Và một quốc gia không chấp nhận, quốc gia khác cũng sẽ chấp nhận. Một người không chấp nhận, người khác cũng sẽ chấp nhận. Các bạn thấy được là những người mà có thể cách đây không lâu, cách đây 2 năm, có thể họ nói là Bitcoin không có giá trị gì đối với họ, tại vì quốc gia của họ chưa có bị chiến tranh, ngân hàng của họ vẫn an toàn, cho nên họ cảm thấy được là không lý do gì ta cần phải có BTC hết. Chúng ta đã có ngân hàng, chúng ta có thẻ ngân hàng, và họ chưa bao giờ bị đóng băng tài khoản. Khi mà có chiến tranh xảy ra, khi mà có những cái thiên tai xảy ra, khi mà có những cái sự cố đáng tiếc xảy ra, thì họ mới bắt đầu biết được là những gì họ cảm thấy được là an toàn. Thực sự không có gì an toàn hết, và điều an toàn nhất là cần phải đa dạng hóa và cần phải có nhiều loại tài sản, và BTC là một loại tài sản không thể thiếu các bạn, tại vì họ có thể di chuyển được, họ có thể lưu trữ mà không ai biết và không ai có thể đóng băng được tài sản này của họ. Thường cảm thấy được ngày lại càng nhiều người hiểu hơn. Rồi, chúng ta cũng có rất là nhiều sự kiện sôi động trong tuần này. Đây là điều Thường đã chia sẻ trước đây với các bạn, nhưng mà Thường sẽ nhắc lại để các bạn nhớ những gì sẽ xảy ra trong tuần này. Cái ngày mà quan trọng là 2 ngày nữa, ngày 12 tháng 4 đó, chúng ta sẽ có chỉ số CPI sẽ được công bố các bạn. Chúng ta hy vọng là sẽ tiếp tục giảm, nhưng mà đợt này đó thì hầu như 50-50 các bạn, chúng ta không có chắc được. Rồi chúng ta có văn bản họp của Fed cũng là ngày 12 tháng 4 về cuộc họp đã xảy ra cách đây 3 tuần. Và đối với những bài nào mà quan tâm đến Ethereum thì đây là ngày rất là quan trọng. Chúng ta sẽ có cập nhật Ethereum Shanghai sẽ xảy ra vào ngày 12 tháng 4. Và ngày 13 tháng 4 chúng ta sẽ có cái chỉ số công bố lạm phát PPI. Đây là phần trăm lạm phát cho những cái công ty sản xuất. Khi nào mà có thông tin thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Rồi những bạn nào mà yêu thích Cardano đó thì các bạn có biết là Cardano tuy là giá cả cũng đã không như là nhiều bạn mong muốn, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục thấy có nhiều động thái là những cá voi đang tích lũy Cardano. Chi tiết hơn đó là trong vòng 2 tuần qua thôi, chúng ta đã thấy một số cá voi tích lũy con số lên tới 560 triệu token ADA. Đây là khoảng 218 triệu đô la đó các bạn, đã bị tích lũy bởi những cá voi. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy được là cá voi vẫn đang thu mua Cardano. Và hôm nay đó chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới ngân hàng trung ương của Hàn Quốc các bạn. Thì ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã quyết định là họ sẽ giữ lãi suất là 3.5%. Đây là lần thứ nhì liên tục họ không tăng lãi suất rồi. Mặc dù là ở Hàn Quốc đó thì họ vẫn chống với lại lạm phát cũng như là nhiều quốc gia khác các bạn. Lạm phát của họ là 4.2%, nhưng mà vì nhiều lý do như là họ sợ là nền kinh tế sẽ bất ổn nếu tiếp tục tăng, cho nên họ giữ lãi suất ở 3.5%. Và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới XRP và SEC. Dù kiện này chúng ta vẫn chưa biết là khi nào mới kết thúc các bạn, nhưng mà chúng ta đã nghe nhiều cái thông tin đến từ một luật sư nổi tiếng trong thị trường này, đó chính là John Deaton. Hôm nay chúng ta cũng có thêm một nhận định đến từ một luật sư khác rất nổi tiếng trong thị trường này, đó chính là Jeremy Hogan. Thì Jeremy Hogan đã chia sẻ trên Twitter một tài liệu rất là dài, nhưng mà ở trong bài viết này họ đã tóm tắt lại. Nói tóm lại đó thì SEC đã kiện công ty Ripple, nói là họ đã bán một cái tài sản, đó chính là token XRP, đó là tài sản chứng khoán, cho nên không đăng ký là đã phạm luật. Đó chính là cốt lõi của cái vụ kiện này. Nhưng mà dựa theo định nghĩa đó của chứng khoán, thì đối với lại chứng khoán đó, một là các bạn là chứng khoán, hai là các bạn là trái phiếu. Còn ba là các bạn hợp đồng đầu tư. Ba cái này đó thì ở trong luật chứng khoán gọi là securities, và SEC chỉ có quyền quản lý ba cái đó mà thôi: hợp đồng đầu tư, chứng khoán và trái phiếu. Thì nếu chúng ta nói tới token XRP thì chắc chắn không phải là chứng khoán rồi, cũng không phải là trái phiếu. Thì nếu như mà SEC thật sự là muốn gán tội cho công ty Ripple đó, họ chỉ có thể nói là XRP token này là một hợp đồng đầu tư. Nhưng mà cái vấn đề của hợp đồng đầu tư đó, hợp đồng đầu tư là một hợp đồng mà phải ghi rõ trong đó là có những quy định nào, và mỗi một bên, người mua và người bán đó, có trách nhiệm gì sau khi mà ký hợp đồng. Đối với lại XRP thì trên căn bản đó, khi mà Ripple bán XRP rồi, họ đâu có trách nhiệm gì với lại cái người mua đâu các bạn. Giống như là các bạn đi mua vàng đi, người ta bán vàng cho các bạn, thì các bạn đem vàng về nhà, người ta lấy tiền các bạn, thì cái người bán vàng đâu có trách nhiệm gì với bạn đâu, và bạn cũng không có trách nhiệm gì đối với lại công ty bán vàng hết. Thì cũng tương tự như vậy, Ripple và người mua XRP thì cũng không phải là có trách nhiệm gì lẫn nhau. Mặc dù là SEC sẽ nói là công ty Ripple bán đồng XRP, dùng tiền đó để kinh doanh, để khiến cho đồng XRP có giá trị hơn. Nhưng mà cái lập luận này cũng không có hẳn là chặt chẽ đâu. Tại vì một người bán vàng, họ cũng có thể là dùng tiền các bạn mua vàng để tiếp tục quảng cáo vàng, hay là tiếp tục đào vàng, hay là cái gì đó để cho vàng có giá trị hơn. Nhưng mà điều đó cũng đâu có nghĩa là vàng là chứng khoán các bạn. Thì cũng tương tự XRP không thể là chứng khoán được, cho dù là công ty Ripple sử dụng tiền đó để phát triển hệ thống XRP cũng không có nghĩa là đó là trách nhiệm của công ty Ripple. Hy vọng các bạn hiểu cái lập luận ở đây. Cho nên trên căn bản đó, bán XRP cũng như là người bán vàng mà thôi, họ không có bất cứ một trách nhiệm gì đối với người mua hết. Cho nên khi mà đã không có trách nhiệm và không có quy định rồi đó, thì đây không thể gọi là một hợp đồng đầu tư được. Cho nên Jeremy Hogan nghĩ là ngay cả chứng minh được XRP là hợp đồng đầu tư, SEC cũng khó thể chứng minh được. Cho nên có nghĩa là vẫn đang rất là bullish về cái vụ kiện giữa Ripple và SEC. Chúng ta vẫn chưa biết kết quả, nhưng mà hy vọng nó sẽ có được những kết quả như mong muốn. Cho dù các bạn thích XRP hay là không thích, chúng ta cũng muốn công ty Ripple thắng kiện các bạn. Tại vì chỉ khi nào công ty Ripple thắng kiện mới thực sự đẩy lui được SEC mà thôi. Và chúng ta cũng có thông tin liên quan tới MetaMask. Những bạn nào mà sử dụng MetaMask thì các bạn đã có thể sử dụng MetaMask để thu mua crypto trực tiếp. Các bạn có thể dùng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, các bạn có thể dùng PayPal, Instant ACH, các bạn có thể sử dụng nhiều cách khác nhau, và các bạn có thể đi thu mua trên những mạng lưới như là Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum, Binance Smart Chain, Avalanche và Phantom, Salo. Đây là những cái mạng được hỗ trợ bởi MetaMask, và đây dịch vụ đó sẽ có mặt để mà hỗ trợ 189 quốc gia khác nhau. Và cuối cùng chúng ta có thông tin liên quan đến sàn Gemini. Thì hình như là sàn Gemini không có được ổn lắm các bạn. Sàn Gemini đó thì bây giờ đã được châm vốn thêm 100 triệu đô la, nhưng mà vốn này đó là đến từ hai người co-founder các bạn, đó chính là Tyler và Cameron Winklevoss. Đây là hai co-founder và hai anh em sinh đôi. Thì sau khi mà đã thất bại để mà kêu gọi thêm vốn như sàn này, thì hai anh em sinh đôi này đã phải bỏ ra 100 triệu châm vốn vào cho sàn này. Còn một thông tin nữa để Hường chia sẻ luôn với các bạn trước khi chúng ta kết thúc video này, đó chính là liên quan tới OpenAI. Thì OpenAI là cái công ty đứng sau lưng ChatGPT như bạn cũng đã biết. Thì ChatGPT đó cũng đã bắt đầu là bị cấm ở nhiều nơi, nhất là chúng ta được là nhiều quốc gia như là nước Ý đó, thì đã lên tiếng nói là sợ là ChatGPT ăn cắp tài liệu tư ẩn của người dùng. Cho nên bây giờ đó là đã có nhiều cái luật là không cho hoạt động cho đến khi nào mà những cái lo ngại đó được xử lý. Chúng ta cũng có những quốc gia khác đó cũng đã lên tiếng, giống như là Canada thì cũng đã lên tiếng nói là cần phải mở một cuộc điều tra liên quan tới OpenAI xem coi họ có ăn cắp tài liệu của người dùng hay là không. Nhưng mà ngược lại đó thì có một quốc gia đã không có lo sợ các bạn, đó chính là nước Nhật Bản. Thì chính văn phòng nội các của Nhật Bản đã lên tiếng nói là họ sẽ chào đón công nghệ AI ở Nhật Bản. Đương nhiên họ vẫn có một số những cái sự lo lắng liên quan tới bảo mật tài liệu, nhưng mà những cái đó họ nghĩ là sẽ có thể giải quyết được. Nói tóm lại đó, họ sẽ ủng hộ việc là sử dụng OpenAI ở Nhật Bản, sử dụng ChatGPT, và chi tiết hơn đó họ sẽ kích hoạt ChatGPT và một số những cái hệ thống của chính phủ. Thì ChatGPT cũng giống như là BTC các bạn, trong cái góc cạnh là một quốc gia có thể là họ muốn cấm BTC, họ không có thiện cảm như BTC, nhưng mà quốc gia khác là cảm thấy đây là cơ hội để họ có thể chấp nhận một công nghệ mới, có thể là siêu công nghệ này để có thể giúp đỡ cho quốc gia của họ tiến tới thêm một bước nữa. Thì cũng tương tự như là AI, có nhiều quốc gia lo ngại về AI, nhưng mà quốc gia khác đó thì nghĩ là AI sẽ là một cái gì đó có thể giúp cho họ phát triển được, cho nên họ sẽ tích hợp vào quốc gia của họ. Công nghệ là một cái gì đó khi đã xuất hiện rồi đó, chúng ta sẽ không thể nào mà giống như là làm ngơ và nghĩ đó sẽ không có xuất hiện được. Khi mà một công nghệ đó xuất hiện rồi, chúng ta sẽ không thể nào làm việc khác hơn, ngoại trừ là các bạn cần phải, thứ nhất là chấp nhận nó đã xuất hiện, thứ hai là các bạn phải có chiến lược để mà quản lý cái công nghệ đó, chứ không thể nào mà cấm hay là làm ngơ như nó chưa từng xảy ra. BTC cũng như vậy. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Những bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi, như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinX, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng bạn nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.